Đưa tin về hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, các hãng tin trong khu vực và quốc tế đã đưa ra những đánh giá về nhân tố Việt Nam trong mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ, cũng như vai trò tại khu vực. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ, hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ vừa diễn ra tại Washington có ý nghĩa đặc biệt. Kỷ nguyên mới là cụm từ mà truyền thông quốc tế dùng để nói về quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ qua hội nghị cấp cao đặc biệt vừa qua. Hãng truyền thông quốc tế Al Jazeera có trụ sở tại Qatar cho biết, hội nghị thượng đỉnh lần này đánh dấu lần đầu tiên các lãnh đạo ASEAN được mời đến Nhà Trắng trong 45 năm qua. Reuters thì trích phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, sự kiện này đánh dấu cho việc khởi động một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN. Trong khi đó, tờ CNBC Hoa Kỳ viết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đón tiếp các nhà lãnh đạo Đông Nam Á ở Washington là dấu hiệu cho thấy cam kết của Hoa Kỳ với khu vực này. Bên cạnh những kết quả chung tại hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, truyền thông quốc tế cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu. Chuyến công du tại Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong khối ASEAN, tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Trên trang chủ của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, bài viết nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN, dẫn lời ông Myron Brilliant, Phó Chủ tịch phụ trách mảng quốc tế của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, bài báo viết, Việt Nam khẳng định vị thế là nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN, không chỉ tăng trưởng thương mại mà cam kết của Việt Nam đối với cải cách cơ cấu và tài khoá đang đóng vai trò là hình mẫu cho các quốc gia khác. Bên cạnh hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phái đoàn Việt Nam còn có các hoạt động thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Điều này thể hiện Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển. Trong một bài viết mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ CSIS bình luận, các cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Phạm Minh Chính giải quyết nhiều vấn đề với các đối tác Hoa Kỳ, bao gồm thương mại, an ninh và phục hồi sau COVID-19. Hai bên có cơ hội đạt được những bước tiến quan trọng trong những lĩnh vực này, cũng như bước tiến về tình hữu nghị giữa hai dân tộc, bước tiến trong quan hệ giữa hai quốc gia. Tờ National Public của Hoa Kỳ nhận định về ý nghĩa chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ giáo sư Cam Thayer thuộc Đại học New South Wales, Australia. Giáo sư cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Phạm Minh Chính đều nhậm chức vào đầu năm 2021 và hai nhà lãnh đạo sẽ thực hiện chức trách của mình trong vài năm nữa. Cuộc gặp bên lề tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ là cơ hội để hai nhà lãnh đạo trực tiếp nói chuyện với nhau. Điều này có ý nghĩa quan trọng. Có thể nói, chuyến công tác tới Hoa Kỳ lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.